Quý vị đang theo dõi Giờ Tin Sáng trên kênh truyền hình SBNC. Thưa quý vị, trong thời gian chạy đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã có những tuyên bố rất cứng rắn về việc thiết lập lại những chính sách về thương mại và quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, thì chỉ sau hơn 3 tháng nhậm chức, ông Trump đã phải chứng minh là không phải lời hứa nào của ông cũng sẽ trở thành hiện thực. Mời quý vị cùng theo dõi những phóng sự đặc biệt sau để có cái nhìn sâu sắc hơn về những quyết định và kế hoạch thực hiện những lời hứa này của ông Trump trong thời gian tới đây. Kể từ khi lên làm tổng thống, ông Donald Trump đã nỗ lực thực hiện những lời hứa từ thời tranh cử, ví như xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, đồng thời bắt Mexico phải trả chi phí cho việc xây dựng. Nhà Trắng đưa ra đề nghị tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Mexico lên 20% để lấy chi phí xây dựng. Tuy nhiên, phía Mexico lại không hề đồng tình. Trước những mâu thuẫn xung quanh việc ai phải trả tiền cho bức tường biên giới, hôm 26 tháng 4, tổng thống Mexico đã hủy chuyến thăm tới Washington. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mexico cũng nhấn mạnh, đối với Mexico, bức tường chỉ gây nên phiền hà và lãng phí. Nếu Mỹ vi phạm các hiệp ước quốc tế về biên giới, về luật pháp quốc tế, về môi trường hay bất cứ thứ gì khác, thì chúng tôi sẽ hành động. Mexico sẽ không hợp tác với Mỹ về việc xây dựng bức tường hay bất cứ thứ gì chỉ đem thiệt hại, phiền hà và lãng phí. Chi phí xây dựng bức tường ước tính khoảng 20 tỷ đô la Mỹ và vẫn chưa có quyết định chính xác về thời gian hay nguồn ngân quỹ nào sẽ được sử dụng để xây dựng bức tường này. Một tuyên bố khác cũng rất nổi bật của ông Trump là sẽ xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obamacare của chính quyền cựu tổng thống Barack Obama. Nhưng rốt cuộc thì việc thu hồi đạo luật lại thất bại, ông Trump đã phải rút lại dự luật y tế Trumpcare, vốn được thiết kế để thay thế Obamacare. Mới đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố kế hoạch cắt giảm mạnh thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp. Theo kế hoạch của ông Trump, chúng tôi sẽ cắt giảm thuế doanh nghiệp, cải cách và đơn giản hóa mức thuế. Theo đó, thuế doanh nghiệp sẽ giảm từ 35 xuống 15%. Bản kế hoạch này được cho là đã gần với những tuyên bố của ông Trump về việc cắt giảm thuế hồi tranh cử, nhưng khả năng thực thi của nó vẫn đang được đặt dấu chấm hỏi. Theo tính toán, việc cắt giảm được dự đoán sẽ ngốn 6,2 ngàn tỷ đô la tiền ngân sách của chính phủ trong 10 năm đầu tiên, và đến năm 2036, con số này sẽ vượt 20 ngàn tỷ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng không tiếc lời chỉ trích các hiệp định thương mại tự do và dọa sẽ rút Mỹ ra khỏi hàng loạt hiệp định. Và quả thật, hôm 23 tháng 1, ông Trump đã mạnh tay ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi TPP. NAFTA cũng đang đứng trên bờ vực nguy hiểm khi chính quyền ông Trump gần đây tuyên bố sẽ xóa bỏ hiệp định này. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với lãnh đạo Mexico và Canada, Tổng thống Mỹ đã thay đổi quyết định. Tôi đã định sẽ rút khỏi NAFTA trong thời gian tới, nhưng sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại từ Tổng thống Mexico và Thủ tướng Canada. Tôi vô cùng yêu quý hai vị này cũng như quốc gia của họ. Tôi sẽ tạm dừng việc rút Mỹ ra khỏi NAFTA. Thay vào đó, tôi sẽ cùng hai nước thương lượng lại hiệp định này. Hãy xem chúng tôi có thể tạo nên một hiệp định công bằng cho tất cả các bên hay không. NAFTA là hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ, Canada và Mexico, trong đó các nước thống nhất loại bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng hóa buôn bán giữa ba nước. Theo luận điểm của ông Trump, chỉ có Mexico và Canada được lợi từ hiệp định này. Dù nói thế nào đi nữa, bước đi nhượng bộ này cũng đã trái với thái độ quyết liệt của ông Trump hồi tranh cử đối với thương mại tự do. Ông Trump từng gọi NAFTA là hiệp định thảm họa và cho rằng thương mại tự do đã khiến nền kinh tế Mỹ xấu đi, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nhưng quả thật, ông Trump cũng tuyên bố sẽ thỏa thuận lại NAFTA theo chiều hướng có lợi cho Mỹ. Nếu không được thì sẽ tiếp tục xóa bỏ. Lời hứa này rất có thể sẽ được Tổng thống Mỹ thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thật lòng khó lòng để dự báo trước được điều gì. Vì từ khi nhận chức tới nay, ông Trump đã thay đổi khá nhiều quyết sách và lập trường chính trị. Biết đâu, một ngày nào đó ông sẽ nhận ra thương mại tự do sẽ tốt hơn cho nền kinh tế Mỹ. Tại thị trấn Tobacco ở Colombia có một khu phố đặc biệt mang tên là Thành phố của Nữ giới. Đây là nơi sinh sống của những người phụ nữ lưu lạc. Họ là nạn nhân của những cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Nam Mỹ này trong suốt mấy chục năm qua. Tại Tobacco, họ thành lập một liên minh và xây nên 102 ngôi nhà bằng chính đôi tay của mình. Trong phóng sự tài liệu sau đây, mời quý vị cùng ghé thăm khu phố đặc biệt này và gặp gỡ những người phụ nữ đang trên con đường vươn đến bình đẳng và tự do. Nội chiến ở Colombia kéo dài suốt 52 năm qua đã khiến 7 triệu người mất nhà, mất cửa. Mỗi lần những nhóm người mang vũ khí đến, họ đều bắn giết, bất kể nạn nhân là phụ nữ hay trẻ em. Họ giết tất thảy mọi người. Thời đó trong làng của tôi, ngày nào cũng có người chết. Mỗi ngày có khoảng 3-4 người chết. Đến năm 1999, tôi di tản đến thành phố Cartagena cùng với các con tôi, cả 6 đứa con. Lúc đó chúng tôi sống ở một khu ổ chuột có tên là đảo Sư Tử. Nó nằm trong thị trấn El Buron. Rồi đến năm 2000, tôi tình cờ biết được Liên minh những người phụ nữ di tản. Liên minh những người phụ nữ di tản được thành lập vào năm 1998 bởi Patricia Guerrero nhằm giúp đỡ những người phụ nữ và gia đình khó khăn. Cùng năm đó, Liên minh được tài trợ để mua đất ở miền Bắc Colombia. Đến năm 2004, những người phụ nữ thuộc Liên minh đã tự tay xây dựng 102 căn nhà. Khu phố này từ đó được gọi là thành phố của nữ giới.
Họ đều là những người phụ nữ bị ép buộc phải rời khỏi nơi mình sinh sống, và họ là nạn nhân của rất nhiều vấn nạn. Chẳng hạn họ là những nạn nhân của xâm hại tình dục, hoặc họ từng chịu cảnh tra tấn bạo hành. Họ cũng có thể là nạn nhân trong những vụ thảm sát, hoặc là người thân trụ cột trong gia đình của họ đã mất đi, v.v. Họ gặp những hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một điểm, họ đều mất nhà mất cửa. Đây là thành phố của nữ giới ở thị trấn Tobago, Colombia. Khi chúng tôi mới đến đây, nơi này chỉ có đồi núi, chỉ có cây cối và đá sỏi. Ngoài ra chẳng có gì cả. Và rồi sau đó cũng phải đến lúc tôi nhận ra rằng tôi phải gánh vác trách nhiệm xây dựng chính căn nhà của mình. Thật ra lúc đó tôi cũng rất e ngại. Tôi ngại cầm xẻng, ngại trộn xi măng, bởi vì tôi chưa từng làm những việc như vậy bao giờ. Có thể tôi không biết làm, tôi không làm được. Tôi đã học được cách trộn hồ, cách quấn dây kẽm, tôi đã tự làm tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã học được rất nhiều, và sự thật là tất cả những căn nhà ở đây đều do chính chúng tôi xây dựng bằng bàn tay của chúng tôi. Còn một chuyện nữa cũng rất quan trọng với tôi, đó là làm sao để đăng ký quyền sở hữu nhà đất cho những người phụ nữ trong liên minh. Đây không chỉ là chuyện giấy tờ, thủ tục pháp lý, mà còn là chuyện của tinh thần, của tâm lý. Họ cần phải cảm nhận được rằng họ chính là chủ nhân của những căn nhà này, rằng họ là chủ nhân của ngôi nhà mà chính họ xây nên, mà không phải là chồng hay là cha họ hay là con trai của họ. Cái cảm giác đó sẽ cho họ tự do. Danh phận có thể đã thực sự giúp cho họ cảm thấy an toàn hơn, nhưng hiện tại họ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Chúng tôi vẫn gặp nhiều thách thức khi ở đây, thậm chí có khi chúng tôi bị đe dọa. Có nhiều vấn đề xảy ra liên quan đến các bé gái, chẳng hạn như có những vụ các em bị xâm hại tình dục. Quả thực đã có nhiều chuyện xảy ra. Năm ngoái chúng tôi gặp phải rất nhiều chuyện không hay, có khi còn đụng độ với cảnh sát và lực lượng quân đội của chính phủ. Vì đây là vùng đang bị nạn buôn ma túy hoành hành, nên chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Những người phụ nữ ở đây phải liên tục đấu tranh để không bị tác động bởi những vấn nạn bạo lực đang diễn ra trong xã hội như hiện nay. Có lẽ giai đoạn khó khăn nhất với chúng tôi là lúc chồng của một người trong liên minh bị giết. Thời điểm đó, nhà của một vài người cũng bị đốt, một số người mất tích, còn một số người thì bị cưỡng bức. Dù vẫn gặp nhiều khó khăn, những người phụ nữ này vẫn không ngừng đấu tranh để cải thiện cuộc sống của mình. Họ đã thành công trong việc vận động chính phủ hỗ trợ các dịch vụ an sinh thiết yếu cho thành phố của nữ giới, và họ đã có một ngôi trường. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần bây giờ là dịch vụ y tế và giáo dục. Người dân cần được đảm bảo những quyền lợi căn bản khi có một ngôi nhà, đó là những dịch vụ công. Nếu một căn nhà không có được những điều này, như không có nước chẳng hạn, thì không thể gọi là một căn nhà được. Và quyền có nước sạch chính là quyền được sống. Được là thành viên của liên minh, được sống ở thành phố của nữ giới, chúng tôi cảm thấy an toàn hơn. Chúng tôi cảm thấy như chúng tôi là một phần của cộng đồng. Dù trước đây chúng tôi đã trải qua một cuộc sống khổ sở, một cuộc sống mà chúng tôi bị chối từ. Chúng tôi được đào tạo, chúng tôi được đi đây đi đó và nói chuyện với nhau thoải mái mà không phải e sợ. Chúng tôi luôn phải đấu tranh để có một cuộc sống tốt, nhưng may mắn là chúng tôi cũng đã đạt được nhiều thành tựu và có một mái nhà của chính mình. May mắn là ở đây chúng tôi không cãi cọ, chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi sống rất đoàn kết. Những người đàn ông không có quyền nói, đây là tài sản của tôi. Không, đây là tài sản của chúng tôi, những người phụ nữ. Đối với những người phụ nữ, căn nhà như là một phần của chính họ. Nhà là nơi những đứa trẻ được sinh ra, nơi tình yêu nảy mầm, nơi thức ăn được nấu nướng, cây cối được trồng trọt, gia súc được chăn nuôi. Đây cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm, nơi mà họ được sống. Và quan trọng, đây là nơi mà những nhân phẩm của những người phụ nữ được tôn trọng. Tôi muốn đây là nơi của họ và dành cho họ. Tại Colombia, nơi mà hàng chục ngàn gia đình đã mất nơi ở vì nội chiến, nỗ lực tìm một chốn an cư cho họ cũng chính là nỗ lực đi tìm hòa bình và tự do. Quý vị và các bạn đang theo dõi Giờ Tin Sáng trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là thông tin về doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đến công nghệ trong hoạt động kiểm toán nội bộ.